với kênh của mình. Sắp tới Noel rồi, cây thông đẹp. Hôm nay mình là có cái đèn order số 24 order đồ ăn ở Panera tiệm bánh mì. Quầy để người ta tự người ta order, máy này bị hư order xong rồi người ta lấy cái ly giữa nước, ai order nước thì lấy cái ly giữa đây có đồ ăn rồi nè. Mời mọi người nha, đồ ăn nha.